Có câu hạng mục đầu tư sinh lợi nhiều nhất chính là sức khỏe. Vậy việc đầu tư cho sức khỏe thế nào là tốt nhất? Là nguồn bổ dưỡng thiên nhiên diệu kỳ cho người lớn và cả trẻ nhỏ, tổ yến Nature Pool từ yến đảo thiên nhiên Indonesia, còn được gọi là tổ yến vua của Đông Nam Á, là một bài thuốc quý giúp nâng sức khỏe lên một tầm cao mới, giúp cho phụ nữ, nam giới, người già và cả trẻ em tăng sức đề kháng, bổ sung dinh dưỡng dồi dào chống lại bệnh tật. Ngoài ra, dùng thường xuyên sẽ đẹp da, chống lão hóa và tăng tuổi thọ. Tổ yến Nature Pool đến từ Indonesia với 3 sự đảm bảo cho mọi người: 100% tự nhiên, luôn thân thiện với môi trường và đảm bảo chất lượng cao. Vì vậy, việc đầu tư cho sức khỏe với tổ yến Nature Pool Indonesia ngay từ bây giờ sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho bản thân và gia đình. Nature Pool khẳng định giá trị tổ yến đích thực cho người tiêu dùng khi đến với Diễm Châu. Diễm Châu chúng tôi xin giúp bạn nâng cao sức khỏe, giữ gìn sắc đẹp. Hãy gọi ngay, đừng để quá trễ. Diễm Châu tư vấn tận tâm và luôn có quà tặng.